Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay có thể là cái ngày mình làm video chạy nhất luôn các bạn Bây giờ là gần như là 10 giờ tối giờ Cali rồi Nghĩa là bây giờ là khoảng 12 giờ trưa giờ Việt Nam đó Thì Thuận mới bắt đầu là thâu video các bạn Tại vì trong mấy ngày qua đó Thuận cũng đang nghỉ công ty để mà lo cái việc dọn nhà đó Thì hôm nay Thuận trở lại công ty nên công việc nó cũng dùng dập tại vì vì việc phải chờ xử lý các bạn nhưng mà không sao thường cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số thông tin với các bạn thì tuần này đó nó hơi hỗn loạn chút cho các bạn nhưng mà tuần sau mọi thứ nó sẽ từ từ đâu vào đó tại vì trong vòng mấy ngày qua đây các bạn đã biết là thuận vừa phải dọn nhà thì nói chung đó cái nhà này cũng coi như là gần xong rồi các bạn chỉ sắp xếp đồ một chút mà thôi và cái phòng làm việc của thuận nơi các bạn thấy thuận cũng đã đổi lại rồi cái ghế salon nó đã nằm sau lưng của thuận và cái kệ nó đã nằm ở bên đây À, tại vì thường cảm thấy là để cái kề sau lưng thì nó bị cha mất đi Và nói tóm lại đây, cũng chưa có xong đâu các bạn Cũng còn một cái phần sau lưng này Thuần phải mán lên Rồi sau đó, đó Thuần chắc phải mua thêm một cái logo Bitcoin lớn hơn các bạn Tại vì cái logo Bitcoin này nó nhỏ quá các bạn sẽ không nhìn thấy được đâu Tại vì cái khoảng cách ấy, giữa Thuần với lại cái tường sau đó thì nó khá là xa Không biết là trong màn hình các bạn có thấy được nó sai không Nhưng mà ở ngoài đời đây thì nó xa hơn các bạn nhìn thấy trên màn hình và thuận có thể là phải làm thêm một cái logo bitcoin lớn hơn và cái tấm thảm đó thì thuận có đi dẹp rồi các bạn tại vì tấm thảm đó, đó nó cũng hơi lớn và tấm thảm đó nó hơi bị tối cho nên thuận cũng đã order một tấm thảm khác rồi nói chung đó cuối tuần này thuận sẽ chia sẻ một cái video update cái đưa này với các bạn nhưng mà cũng cần thêm một uh, phần đồ nữa thì nó mới coi như là tâm hoàn chỉnh các bạn nhưng mà cái điều mà khiến cho mất thời gian tuần này đó chính là cái nhà bên kia các bạn cũng đã biết là cuối tuần này đó thuần sẽ giao nhà cho người mướn nhà uh, và phải xử lý rất nhiều công việc các bạn ở bên đó thì phải làm hợp đồng rồi thường phải cho người vào để mà dọn nhà thu xếp cho nên nó hơi tốn đi một chút nhưng mà nào mà con thú đó thì uh, thuần sẽ quay lại cái nhà đó một lần nữa trước khi mà thuần giao nhà nhất là cái phòng mà thuần đã từng ngồi làm video để mà chia sẻ với các bạn và thuần thì không bao người mà chuyên về cho mướn nhà nè các bạn. Thì cái đây là lần đầu tiên thuận bắt đầu là cho mướn nhà cho nên cũng giống như là vừa bắt đầu cho mướn vừa học hỏi vậy các bạn. Cho nên nếu như các bạn có thú đó, thuận sẽ chia sẻ những cái video liên quan tới à, cho mướn nhà ở hoa kỳ à, nhất là quận cam này cho những người nào mà muốn tìm hiểu thêm thì tôi cũng đang tìm hiểu mà thôi chứ không phải là chuyên gia gì hết. Nhưng mà thuận nghĩ chia sẻ kinh nghiệm thì cũng có thể giúp đỡ được cho nhiều bạn. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại với những thông tin tài chính đi các bạn chúng ta có rất nhiều những cái thông tin xấu liên quan tới binance. Thuận sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin đó với các bạn có thật sự là vậy hay là không hay là đây chỉ là những cái tin đồ mà không có căn cứ mà thôi thường sẽ cùng với các bạn tìm hiểu một số thông tin rồi chúng ta cũng có một cái thông tin coi như là tốt cho Binance US các bạn coi như là đỡ hơn trước đây nhưng mà tôi sẽ chia sẻ chi tiết đó với các bạn là thông tin gì và có một cái địa chỉ ví không biết từ đâu ra các bạn mà trong vòng 3 tháng thôi đó đã nạp vào tổng cộng là 3 tỷ đô la 3 tỷ đô la các bạn không phải là 300 triệu hay là 30 triệu mà 3 tỷ đô la Bitcoin trong cái ví đó và đã nhanh chóng trở thành cái ví lớn thứ ba thì ai là người đứng sau lưng cái ví đó có phải là BlackRock có phải là một đơn vị nào đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn thông tin này và còn một số những tài liệu nữa khác thường muốn nói với các bạn nhưng mà trước hết thì chúng ta đã nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ thúc ngày hôm nay thì chỉ số Nasdaq nó hôm qua họ phục lại một chút sau khi mà đã giảm liên tục 4 ngày thì hôm nay các bạn thấy là kết thúc đó, cũng như là ngày hôm qua tăng nhưng mà chỉ có 0.06% thôi các bạn, coi như là cũng đi ngang. Chúng ta có hai chỉ số còn lại đó thì là màu đỏ, chúng ta có S&P 500 thì giảm 0.28% và Dow Jones thì giảm 0.5% các bạn market thì bây giờ thì nó xanh một chút nó tóm lại free market bây giờ đây thì tăng khoảng chừng là 0.2 tới 0.3 phần trăm những chỉ số này nhưng mà về crypto đó chị các bạn thấy được là nói riêng về Bitcoin đó thì không có di chuyển nhiều bây giờ vẫn ở mức đó các bạn khoảng chừng là 26.000 đô chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu thì hôm nay giảm nhẹ một chút các bạn dưới 80 đô bây giờ là 79 đô 79 cent à, và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hôm nay tăng nhẹ là một chút ở mức là 1931 đô cho một ao vàng còn về Bitcoin đó thường vừa chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì có một thời gian ngắn các bạn cách đây đó khoảng chừng là 6 giờ đồng hồ thì giá Bitcoin cũng đã giảm xuống 25.360 đô nhưng mà sau đó đã hồi phục trở lại mức là 26.000 đô thì nếu chúng ta zoom ra đó chúng ta cũng đã nhìn thấy được là từ khi mà giá của BTC giảm à, tuần vừa rồi đó xuống tới cái mức thấp là khoảng chừng 25.000 đô rồi sau đó đã ổn định lại mức 26.000 đô thì vẫn ổn định cho đến ngày hôm nay và trong tuần này đó, cái tin tức lớn nhất vẫn là Chủ tịch John Powell của Fed sẽ nói gì ngày thứ sáu này tại Hoa Kỳ ở hội nghị Jackson Hole khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ ngay lập tức với các bạn. Chúng ta cũng nhìn thấy là tổng số hóa ngày hôm nay đó thì cũng không khác xa gì so với ngày hôm qua các bạn xuống 0.2% mà thôi. Những altcoin thì có những altcoin có sự hồi phục nhẹ trở lại giống như là BNB thì tăng trở lại 2.3% các bạn. Mặc dù là bây giờ đang có rất nhiều những cái tin đồn những tin tức xấu liên quan tới Binance nhưng mà các bạn thấy là BNB đó thì vẫn giữ cái mức cỡ đó các bạn hơn 200 đô bây giờ là 213 đô sau khi mà mất 220 đô đó thì nhiều người đã nói là BNB sẽ giảm rất là nhanh nhưng mà cho tới bây giờ đó thì vẫn giữ được cái mức là khoảng hơn 210 đô các bạn Chúng ta nhìn thấy những cái altcoin khác thì có xanh có đỏ nói chung đó thì lên xuống những đồng lớn thì không phải là bao nhiêu các bạn khoảng chừng 1-2% mà thôi Có một vài altcoin nhỏ hơn thì dao động nhiều hơn các bạn nhưng mà không phải là tiêu biểu phần lớn cũng giảm phần trăm rất là nhỏ hay là tăng phần trăm rất là ít Nói tới Bitcoin đó thì các bạn thấy là sau khi mà giá Bitcoin đã giảm xuống dưới cái mức là 25.800 đô đó thì đã có rất nhiều định đoan đã bị thanh lý các bạn đã nhìn nhớ là trong thời gian rất ngắn thôi chúng ta đã có mấy trăm triệu đô la lệnh bị thanh lý và cả ngày hôm đó đó chúng ta đã hơn cả tỷ đô la lệnh bị thanh lý và phần lớn là lệnh long và cái số lệnh đang còn mở ở trên sàn Binance bây giờ đó chỉ còn có 6.000 BTC mà thôi và cái số lệnh đòn bẩy đang mở trên Bybit đó, thì chỉ còn khoảng chừng là 3.000 BTC mà thôi sau khi mà những cái lệnh long bị thanh lý thì bây giờ ra mọi người đang chờ đợi xem coi là có nhiều người sẽ bắt đầu có lệnh short hay là không và có thể dẫn đến hiện tượng short squeeze các bạn khi mà giá lại có một cái sự hồi phục À, một cách nhanh chóng thì sẽ dẫn đến short squeeze thì chúng ta lại đi ngược trở về cái xu hướng là 29.000 đô nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra mặc dù là các bạn thấy là có nhiều người đã, đã thay đổi suy của mình từ bullish thành bearish rất là nhanh chóng khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng giá xuống trong tuần rồi nhưng mà ngay bây giờ đó chúng ta vẫn nhìn thấy được trong vòng 4 giờ qua thì cái lệnh đòn bẩy futures liên quan đến Bitcoin đó trên những sàn lớn như là Binance, OKX, Bitgate Uh, Bybit vân vân thì các bạn thấy được là trong vòng 4 giờ qua đó Cái số lượng lệnh lon và lệnh short đó, thì lệnh short nhiều hơn lệnh lon Nhưng mà cũng không phải nhiều gì các bạn nghĩ khoảng chừng 51.87% là lệnh số hiện tại và 48.13% là lệnh long trong vòng 4 giờ qua chúng ta có nhìn thấy được là trong vòng nửa ngày qua đó thì gần như cân bằng các bạn 49.34 lệnh long và 50.66 lệnh short và trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta thấy là cũng tương tự như vậy nói chung là chúng ta vẫn chưa thấy là có nhiều lệnh short đột ngột xuất hiện mặc dù là tâm lý nhiều người đã thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy nó có cái sự xuất hiện trong cái số lệnh ngay thời điểm bây giờ nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều những cái tin tức à, khiến cho nhiều lo lắng các bạn đó chính là những tin tức liên quan tới Binance và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin để bật trong video này đó thì hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch Bitgate tôi nghĩ là như bạn cũng đã nghe nói tới sàn này rồi và hôm nay đó sàn bitgay muốn chia sẻ với các bạn một cái tính năng đó chính là tính năng copy trade và một số những thông tin khác thì copy trade đó là một chuyện tính năng mà gần như sàn crypto nào bây giờ cũng đã có rồi các bạn đó là cách mà các bạn chỉ cần có tài khoản trên sàn giao dịch và đăng ký sao chép giao dịch từ những trader khác Lợi thế copy trade đó, thì như bạn cũng đã biết là các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để mà phân tích kỹ thuật và các kỹ năng như là xác định nhiều các lỗ hay là chốt lời thì nhà tài trợ bên ngày hôm nay đã muốn giới thiệu đến các bạn một nền tảng copy trade lớn và phổ biến kể từ khi ra mắt thì tính năng giao dịch sao chép trên Bitget đã thu hút hơn 110.000 nhà giao dịch ưu tú mở tài khoản copy trade và hơn 540.000 người tham gia copy và cũng rất dễ dàng áp dụng những chiến thuật khác nhau để mà giảm rủi ro bằng cách là copy theo những trader mà có nhiều kinh nghiệm và có nhiều chiến lược riêng khác nhau và đặc biệt đó đây là sàn giao dịch duy nhất mà có giao dịch sao chép cho spot các bạn không chỉ riêng là futures mà các bạn có thể áp dụng với spot dành cho những người muốn giảm thiểu rủi ro mà không có nhiều thời gian để mà quản lý tài sản nguồn thu nhập thụ động có thể đưa một phần portfolio của mình vào đây để tạo thu nhập thụ động nếu như mà không có thời gian và một số thông tin khác trong nửa đầu năm 2023 số lượng giao dịch có lãi thông qua giao dịch sao chép Bitget đã vượt mức 16 triệu giao dịch và tổng lợi nhuận thu được từ giao dịch này là hơn 74 triệu USD hiện giờ đó thì Bitget đang có một cái trading competition có tên là KCGI, rất lớn, có tổng giải thưởng là 2 triệu rưỡi đô la và trong đó có tặng thưởng cả máy bay trực thăng thì KCGI đó bao gồm 4 cuộc thi nhỏ thời gian diễn ra KCGI bắt đầu đăng ký cuộc thi đầu tiên đó, là từ ngày 18 tháng 8 và hoàn tất cuộc thi cuối cùng là ngày 30 tháng 10 Các cuộc thi nhỏ là gì? Chúng ta có giao dịch Spot, giao dịch sao chép, giao dịch Demo và giao dịch Futures trong đó, đó thì giao dịch Spot giải thưởng lên tới 50.000 đô la Giao dịch sao chép đó thì giải thưởng lên đến 80.000 đô la Giao dịch demo đó giải thưởng lên tới 20.000 đô la Và giao dịch futures giải thưởng lên tới 2 triệu rưỡi đô la Bạn hoàn toàn có thể tham dự với tư cách là một đội hay hoặc là một cá nhân Để xem chi tiết đó bạn có thể truy cập vào cái trang web công nhìn thấy trên màn hình đó Là bitget.com slash vi event kcgi các bạn nào mà chưa có tài khoản đó thì cũng có thể đăng ký thông qua link refer của Thuận ở phần mô tả để ủng hộ kênh. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay sàn Game. Tuần nào chúng ta cũng nghe nói tới một là nơi này không có chấp nhận sàn Binance nữa, hai đó là công ty kia không muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ nữa. Hầu như tuần nào cũng có các bạn nhưng mà tuần này đó thì lại có rất nhiều những tin đồn và những cái tin đồn này đó là liên quan tới việc là sàn Binance vì một lý do nào đó Khi mà giá của BNB giảm đó, và giảm một cách nhanh chóng Thì sàn Binance phải bán Bitcoin nhưng mà không phải Bitcoin của họ mà phải bán Bitcoin của khách hàng Và dùng cái số tiền đó để thu mua bnb ở trên thị trường để giữ giá đồng bnb vì một lý do nào đó mà mọi người không có nói rõ đây các bạn thường thấy rất nhiều những cái tin tức tương tự được chia sẻ trên x và khi mà xem những thông tin này đó, thì thường cũng muốn tìm hiểu rõ hơn nhưng mà đáng tiếc thì các bạn thấy là những cái bài chia sẻ này không có đưa ra một cái bằng chứng nào cụ thể hết đó. Thường không nói là điều này đã không xảy ra, thường chỉ nói là nghe thì bây giờ đã thường không kiếm có nhiều cái chứng từ các bạn Giống như là chúng ta có thể nhìn thấy được là sàn Binance thì họ có rất là nhiều những cái địa chỉ ví Và chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái địa chỉ ví ở trên sàn Binance chúng ta có ví lớn nhất bây giờ dựa theo Bitcoin Full Charge Là ví đầu tiên là Binance Cold Wallet, cái ví lạnh của Binance, ví thứ tư cũng như vậy Chúng ta thấy được là cái ví thứ 9 cũng là của sàn Binance thì chúng ta có thể à, nhìn thấy được ví 15 hay là 17 hay là 18 cũng là của sàn Binance thì nếu như các bạn bấm vào những cái ví này đó thì thuận không thấy những cái động tĩnh là có nhiều Bitcoin rời khỏi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là có những cái ví như là cái ví lớn nhất bây giờ đó thì vẫn còn đang lưu trữ 248.597 Bitcoin. Thì nếu như các bạn nhìn vào cái lịch sử của địa chỉ ví này đó thì các bạn thấy được là cái lần cuối cùng có một số tiền rời khỏi cái ví này đó chính là vào ngày 6 tháng 1 các bạn nghĩa là cách đây khoảng chừng là 8 tháng rồi trước đó nữa là chúng ta nhìn thấy được là năm ngoái hồi tháng 11 có 2.000 bịch rời khỏi chứ không thấy cái gì gọi là gần đây hết các bạn và chúng ta cũng không thấy nhiều động tĩnh đến từ cái ví này chúng ta có thể nhìn thấy là cái ví thứ tư đi thì ví thứ tư này đây chúng ta sẽ thấy được là có 115.177 Bitcoin và cái ví này cũng là của sàn Binance và chúng ta đã thấy là tháng 6 ngày 19 tây của năm nay có 115.177 Bitcoin được nạp vào cái ví này rồi sau đó không có bất cứ dấu hiệu gì là Bitcoin rời khỏi chúng ta có thể nhìn thêm một ví nữa đi chúng ta nhìn vào cái ví thứ chín này cũng là ví của sàn Binance thì cái ví này thì bây giờ có 68.200 Bitcoin Và chúng ta thấy được là có 127.000 Bitcoin rời khỏi Nhưng mà vào tháng 11 của năm ngoái các bạn Rồi trước đây chúng ta cũng có là 2.000 Bitcoin nạp vào à Vào tháng 11 chúng ta có tháng 6 có 8.750 Bitcoin nạp vào chúng ta có tháng 1 của năm ngoái có 43.000 Bitcoin nạp vào nói chung đó cái ví này đã có rất nhiều những cái BTC nạp vào rồi chúng ta có một cái đợt ra là 127.351 Bitcoin rồi sau đó chúng ta thấy được là cùng ngày đó một giờ sau lại có 68.000 Bitcoin được nạp trở vào thì chúng ta cũng không thấy động tĩnh gì gần đây cho thấy là có nhiều Bitcoin rời khỏi cái ví này như là những cái tin đồn hiện tại là sàn Binance À, phải dùng Bitcoin của người dùng rồi sau đó để mà bán rồi dùng tiền để mà mua lại đồng BNB Chúng ta có thể nhìn theo một ví nữa Thì cái ví này đã cũng là của sàn Binance các bạn Và cái ví này đó thì hiện bây giờ có 44.000 Bitcoin trong đó Và chúng ta thấy cái ví này là một cái ví mà có rất là nhiều những cái động thái ra vào liên tục Chúng ta có giống như là 716.000 Bitcoin vào Ngày 22 tháng 8 là chúng ta thấy là cùng ngày đó cũng có những cái đợt như là 26 Bitcoin rời khỏi 100 73 Bitcoin rời khỏi rồi chúng ta thấy được là trước đó cũng có những đợt Bitcoin vào rồi cũng có những ngày Bitcoin ra nói chung đó là trong vòng một ngày chúng ta có thể nhìn thấy được là có rất nhiều giao dịch thì cái ví này đó, nhìn giống như là cái ví nóng của sàn Binance các bạn có nghĩa là người ta nạp vào rút ra liên tục thôi nhìn thì nó cũng giống như vậy nhưng mà chúng ta đã thấy là không có bất cứ một địa chỉ như nào mà chúng ta vừa nhìn thấy cho chúng ta có một cái cảm giác là Bitcoin đang rời khỏi ví của sàn Binance liên tục và dùng số tiền đó để mà thu mua bnb đó là một cái tin đồn hiện tại mà thượng vẫn chưa kiếm có bất cứ một cái chứng từ nào nhưng mà nào mà biết thông tin thì có thể comment ở bên dưới nhưng mà có rất nhiều người đã chia sẻ các bạn hầu như đó bây giờ chúng ta thấy có uh, rất là nhiều một lý do nào đó uh, không biết là họ thật sự tin tưởng là sàn bài đang cho vấn đề hay là họ muốn tung tin để cho mọi người lo lắng tại vì Ai cũng nghĩ là nếu sàn Binance mà gặp vấn đề đó tương tự như FTX thì sẽ dẫn đến thị trường crypto sẽ sụp đổ. Thì có rất nhiều người chia sẻ thông tin này các bạn. Chúng ta đã thấy được là cái bài này đó cực kỳ được nhiều người quan tâm đến. Chúng ta có tổng cộng là 866 repost và 88 cái repost và các bạn có comment bên dưới có nghĩa là 88 quotes. Chúng ta nhìn thấy được là hơn 4.000 like và 59 bookmarks. Và các bạn nên biết là những cái tin đồn này đã không phải là mới có mà chúng ta cũng nghe nói tới nhiều lần rồi giống như là cái tin đồn liên quan tới là sàn Binance bán Bitcoin để mua BNB đi giữ giá thì chúng ta nhìn thấy được là ngày 13 tháng 6 đó cách đây chỉ 2 tháng thôi cũng đã có những cái tin đồn tương tự và lúc đó CZ cũng đã chia sẻ đây chỉ là tin đồn không căn cứ mà thôi là for đây là một tin tức vớt các bạn thì các bạn có tin tưởng là sàn Binance đang gặp vấn đề không các bạn có thể comment bên dưới cái quan điểm của thường là như thế này các bạn đã biết đó là Thuận không có lưu trữ tiền trên những sàn giao dịch và đương nhiên đối với sàn Binance đó, Thuận chỉ lưu trữ chỉ 3 ngàn đô trên đó mà thôi các bạn. Thuận không có lưu trữ nhiều tiền ở trên sàn Binance và không phải đi chuyên sàn Binance Thuận không lưu trữ nhiều tiền trên bất cứ sàn nào. Ngay cả Coinbase, ngay cả Gemini, ngay cả những sàn lớn ở Hoa Kỳ Thuận cũng không có lưu trữ nhiều tiền trên đó các bạn. Tại vì Thuận có tiêu chỉ là tự lưu trữ crypto và thật ra các bạn cũng có thể... Tự lưu trữ crypto, các bạn không cần có ví lạnh, có ví lạnh đương nhiên là cái ưu tiên hàng đầu rồi. Nhưng mà nếu như các bạn không có ví lạnh thì các bạn cũng có thể tự tạo ví và các bạn có thể tự lưu trữ khóa cá nhân, Miễn là các bạn lưu trữ khóa cá nhân một cách an toàn mà thôi, đừng cho người khác thấy và các bạn cũng lưu trữ trên một cái máy gọi là an toàn. Các bạn, các bạn đừng có dùng cái máy các bạn đang lưu trữ crypto mà các bạn đi vào những cái trang web mà không có nguồn gốc như các bạn à, coi phim lậu hay là coi phim người lớn đó thì đương nhiên không an toàn rồi. Các bạn nên à, lưu trữ trên một cái máy mà nó gọi là À, không có tiếp cận những cái trang web mà không có rõ nguồn gốc thì các bạn cũng có thể tự tìm hiểu à, để mà lưu trữ cái tiền của mình các bạn các bạn không cần phải dựa vào một đơn vị thứ ba nào hết thì các bạn không cần phải lo lắng bản thân thuận đó, muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được thông tin mà thôi còn về đồng bnb thì các bạn thấy là bản thân cũng đang lưu trữ hiện tại nhưng mà nó chỉ chiếm không tới năm phần trăm của cái danh mục đầu tư của thuận hiện bây giờ à, và cũng khoảng chừng một tháng thường chưa có cập nhật các bạn tại vì Thuận cũng chưa có thời gian để mà cập nhật cái trang web đó nhưng mà thường sẽ cập nhật sớm với các bạn nhưng mà nó cũng không có thể đổi bao nhiêu đâu thường bây giờ thì vẫn đang tiếp tục tích lũy ethereum là phần lớn còn về giá của bnb đó thì có nhiều người nói là bnb đang free for hiện tại có nghĩa là giá đang rất rất là nhanh thì thường cũng muốn tìm hiểu là so với lại những đồng khác đó thì bnb bây giờ như thế nào thì các bạn khó có thể hình dung được nếu các bạn so sánh ngày này với ngày kia tại vì có lúc đồng bnb giảm nhiều hơn những đồng khác hay là ngược lại thì thường muốn so sánh cái thời gian nó dài hơn các bạn thì chúng ta có nhìn thấy được là ở bên tay phải đây đã để cái số ngày là 60 ngày, 90 ngày và từ đầu năm tới bây giờ thì nếu chúng ta so sánh đồng BNB trong vòng 60 ngày qua đó thì cái phần trăm giảm là 13.62% thì chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm giảm này đó cũng không khác xa gì đối với Ethereum không khác xa gì đối với lại BTC 15.4% uh, Ethereum thì giảm 13.7% không khác xa gì với Cardano vân vân À, chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 90 ngày qua nó cái nói là cái à, thông tin xấu liên quan tới Binance thì liên tục trong vòng khoảng chừng là 3 tháng qua thì các bạn thấy được là 3 tháng qua đó thì BNB giảm 29.95% nhưng mà so sánh với lại Ethereum thì Ether giảm 8% và Bitcoin trong vòng 3 tháng qua thì không có giảm nhiều các bạn, 3 tháng qua chỉ giảm có 0.73% mà thôi. Thì đương nhiên so với những đồng như Bitcoin thì Ether thì BNB xuống nhiều hơn nhưng mà chúng ta có thể nhìn bên dưới này thì chúng ta có những đồng như là Cardano thì cũng giảm phần trăm tương tự các bạn 28%, đẹp cũng giảm 36%. Và từ đầu năm tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là BNB, À, đã giảm 12.67% trong khi chúng ta có sự tăng trưởng nhanh cho Bitcoin và Ether tăng tới 56% cho Bitcoin và Ether thì tăng 36%. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn bên dưới này là chúng ta có những đồng như là Dogecoin thì cũng giảm 10%. Chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có Polygon Matic cũng giảm 27%, Toncoin cũng giảm 39%. Thì cái mà thường muốn chia sẻ đây với các bạn là BNB khi mà so sánh với một số những altcoin lớn khác đó, thì cái phần trăm giảm trong vòng 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày qua đây cũng có cái sự tương tự với một số những đồng khác như chúng ta nói tới Dogecoin hay là Matic mới đây thì có nhiều bạn nói là nhưng mà BNB là đồng lớn thứ ba hiện tại thì nếu chúng ta so sánh những đồng mà giống như Dogecoin đó thì đứng hàng thứ 8 lần thì có hợp lý hay là không thật ra thường chỉ muốn cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn mà thôi và một điều khác đó các bạn nên nhớ là so với lại những đồng khác đó thì đồng BNB từ đỉnh tới bây giờ đó không có giảm nhiều như những đồng khác. Mặc dù các bạn thấy được là có một số đồng từ năm tới bây giờ đã, đã tăng trưởng nhanh giống như chúng ta nói là XRP, chúng ta nói tới Solana tăng 100% các bạn trong vòng chỉ có 8 tháng qua mà thôi. Chúng ta có đồng Tron coin vân vân nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào từ đỉnh tới bây giờ đó thì các bạn có biết là mặc dù từ đầu năm tới bây giờ đồng BNB thì vẫn giảm trong khi những đồng như là Bitcoin y từ thì tăng nhanh nhưng mà từ đỉnh tới bây giờ thì đồng BNB là hiện bây giờ đang âm 68.87% và phần trăm này đó cũng tương tự như là Ethereum là 66% và Bitcoin là 62% và vẫn tốt hơn những đồng như là các bạn thấy được là XRP mặc dù đã có một cái sự tăng trưởng nhanh từ đầu năm tới bây giờ là 53% nhưng mà tính từ đỉnh tới bây giờ đó thì XRP mà mọi người biết là vẫn giảm 84%, Cardano 91%, Dogecoin 91%, và Solana giảm 92% thì với cái phương diện giảm giá đó thường cảm thấy là BNB bây giờ giảm nó cũng không có gì gọi là quá thất thường Cái tôi muốn chia sẻ ở đây là thường đang muốn tìm hiểu coi những cái tin đồn nó có bao nhiêu phần trăm là chứng thực thì tới bây giờ thường vẫn chưa kiếm có nhiều cái thông tin mà có thể chứng thực được là BNB đang giảm nhanh và nhanh hơn nhiều những đồng khác hay là chúng ta nói tới là có nhiều động thái từ ví của Binance cho thấy là đồng BTC được đổi trở thành stablecoin rồi dùng để mà thu mua BNB thì cũng không kiếm có những cái thông tin đó các bạn hay là có nhiều cái tin tức nói là đàn Binance đang có một cái lệnh đòn bẩy rất là lớn hay là dùng đồng bnb để mà thế chấp và sắp sửa bị thanh lý thường cũng không có kiếm được cái thông tin đó luôn nhưng mà nào mà có thêm tài liệu đó chia sẻ bên dưới để mọi người có thể tìm hiểu thêm nhưng mà có một cái thông tin cho tới bây giờ đó, thường vẫn chưa có thể xác nhận được tại vì đọc comment thì có nhiều người nói là đây là cái thông tin không đúng sự thật hay là đây chỉ là một cá nhân nào đó mà thôi có người nói đó là không thể rút được bitcoin và đây là cái tin tức đến từ sàn Binance nhưng mà ở bên phần comment thì người nói là vẫn rút được cho nên nên nhiều người nói đây là tin giả hay là tin phết hay gì đó đó Các bạn có gặp vấn đề khi mà rút Bitcoin hay không thì hãy comment ở bên dưới Nói chung thì cá bạn muốn chia sẻ ở đây nếu các bạn lo lắng Thì cách đơn giản nhất là các bạn rút tiền Đơn giản như vậy thôi các bạn Đừng có suy nghĩ nhiều quá làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Tại vì đầu tư đó là các bạn phải đầu tư với một cái vị thế là bình thản Chứ nếu không các bạn sẽ dễ phạm rất nhiều những cái sai lầm Thì cái quy tắc của Thuận rất đơn giản các bạn Nếu như mà Thuận cảm thấy là Thuận không có đủ Bitcoin và chăn trọc không ngủ được nên Thuận sẽ làm mọi cách để kiếm thêm tiền để có thêm Bitcoin hay là nếu như mà Thuận chăn chọc không ngủ được tại vì thuận nghĩ là thuận có quá nhiều bitcoin thì thuận bán một bitcoin cho đến khi nào thuận ngủ ngon mà thôi các bạn nhưng mà những cái tin tức xấu nó không ngừng ở đó chúng ta cũng có một cái thông tin lần này cũng là Wall Street Journal các bạn Wall Street Journal đó hầu như rất là con thú với lại Binance và nói chuyện với rất nhiều những người làm việc cho Binance lần này đó thì uh, họ nói chuyện với lại những người gọi là Binance Angel tôi được hiểu đây là những người mà họ tình nguyện giống như tình nguyện viên các bạn để mà làm việc cho sàn Binance để mà kiếm có kinh nghiệm đó thì uh, các bạn thấy là Wall Street Journal cũng đã hỏi những người này và phỏng vấn đó thì họ nói là sàn Binance đã không có tuân thủ theo những quy định và vẫn hỗ trợ nhiều người dùng ở nước Nga mặc dù là nước Nga bây giờ đã đang bị cấm vận thì sàn Binance vẫn hỗ trợ bình thường và những người này nói đó là những người dùng ở nước Nga mà dùng sàn Binance thì vẫn có thể sử dụng peer to peer và có thể sử dụng những cái ngân hàng như là Tinkoff Bank hay là Rosbank để có thể giao dịch thông qua peer to peer và Crypto Slate thì cũng đã nói là sàn Binance cũng đã gỡ bỏ cái số lượng ấn định 10.000 euro cho những người dùng ở nước Nga thì đây là những cái sự chia sẻ đến từ Wall Street Journal mà thôi và các bạn cũng nên nhớ là Wall Street Journal cũng là cái tòa báo đã chia sẻ cái thông tin liên quan tới SpaceX đã bán một số lượng lớn Bitcoin là ba trăm mấy triệu chúng ta cũng đã nói tới tuần vừa rồi đó nhưng mà sau đó cũng không chia sẻ thêm chi tiết thì bây giờ cũng là Wall Street Journal chia sẻ thông tin này thôi, không biết là cái độ chính xác đó là bao nhiêu các bạn. À, tại vì gần đây đó thường có nhiều cái nghi vấn liên quan tới Wall Street Journal. Nhưng mà nếu như thật sự là vậy đó, thì đây là cái chuyện cũng không hề nhỏ đâu. Tại vì các bạn nên biết là sàn Binance đang hoạt động trên rất nhiều những cái quốc gia. À, trong đó chúng ta có nhiều quốc gia ở châu Âu đó và những quốc gia mà đang cùng nhau cấm vận nước nga. Nếu như mà sàn Binance vẫn hỗ trợ một cách không giới hạn, thì có thể dẫn đến sàn Binance sẽ không tiếp tục hoạt động được ở những quốc gia đó chúng ta chỉ có thể chờ thêm thông tin mà thôi. Thì chúng ta chỉ biết là SEC đã khởi kiện Binance và Binance US, nhưng mà đó chỉ là dân sự mà thôi. Và từ đó tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ một tin tức nào cho thấy là bộ Tư pháp sẽ tham gia vào cuộc khi nào mà có tin tức đó thì chia sẻ ngay. Tại vì nếu là như vậy đó thì câu chuyện này nó sẽ càng càng lớn hơn các bạn, nhưng mà vẫn chưa đến đó chúng ta cũng có một cái thông tin coi như là tốt đối với Binance các bạn và lần này là Binance US chúng ta cũng đã biết là sàn Binance US đã không thể tiếp tục có ngân hàng hỗ trợ có nghĩa là đây là một cái sàn mà các bạn chỉ có thể đành nạp crypto vào và rút crypto ra các bạn không thể nạp tiền vào hay là rút tiền ra được à, nhưng mà cuối cùng là sàn Binance US sau một tháng không có ngân hàng thì họ cũng đã thông báo là họ đã có sự hợp tác với là Moonpay. Moonpay đó sẽ là đơn vị sẽ hỗ trợ sàn Binance US và người dùng có thể dùng thẻ ngân hàng hay là thẻ tín dụng sử dụng Apple Pay hay là Google Pay để mà mua Tether đồng USDT rồi sau đó dùng đồng USDT này để mà thu mua crypto trên sàn Binance US thì nói chung nó cũng đỡ hơn là không có các bạn tại vì ở Hoa Kỳ này đó, nếu nói một sàn mà không thể nạp đồng đô la hay là rút đô la được tên là một cái Điều cực kỳ bất lợi Đối với sàn Binance US Đây là đơn vị ở Hoa Kỳ Chúng không phải là sàn Binance.com Tại vì các bạn thấy là Tất cả những đối thủ cạnh tranh về Binance US ở Hoa Kỳ Như là Gemini Như là Crypto.com Hay là chúng ta nói tới Coinbase Thì đều có thể nạp rút tiền Trực tiếp từ ngân hàng Và nếu như mà bắt một người dùng ra phải dùng một sàn khác để mà thu mua đồng tether rồi mới chuyển đồng tether qua binance us để mà giao dịch thì rất phiền phức họ sẽ không làm như vậy đâu và sẽ dẫn đến sàn này sẽ là một sàn mà hầu như sẽ không ai sử dụng đâu thì cuối cùng ít ra bây giờ họ cũng đã có một đối tác làm payment thì cũng giải quyết được vấn đề tạm thời chứ nếu không sàn này cũng sẽ từ từ đi vào quên lãng các bạn <laughs>